trai tìm người còn những người yêu. Hey hey hey, welcome back mọi người đến với kênh giải trí cùng đồng bào Phun TV. Lại là Hào đây. Và có lẽ là hôm nay mọi người thấy Hào cũng khá là vui, nói chung khá là tươi vui hứng khởi ha. Nhìn như vậy thôi nhưng mà thiệt đúng là đang rất là vui, đang rất là hứng khởi, bởi vì đây là ngày đầu tiên, lần đầu tiên mà Hào được ra khỏi Sài Gòn sau cái đợt lockdown giãn cách vừa rồi á. Cho nên là hôm nay cực kỳ vui khi mà được, sau khi cái dành đi chơi ở Biên Hòa này, Hào sẽ thẳng tiện ghé thăm cửa hàng Nam Bộ Phim ở số 1866 đường Nguyễn Ái Quốc, thành phố Biên Hòa đây. Bây giờ hãy cùng Hào đi vào trong để trải nghiệm luôn nha. Let's go. Ý, quên. Bây giờ đang mùa dịch cho nên mọi người đi đâu cũng phải nhớ khai báo y tế ha. Ok, mỗi bước như vậy. Ok, khai báo y tế. Ok, lên. Ok, rửa tay. Mọi nhớ rửa tay khử khuẩn nha. Đi đâu cũng phải chấp hành đủ 5K nè. Ok, đi vô. Ok, vô đi tham quan thử nha. Và mới vừa làm một vài vòng trong này thì họ thấy là không gian nó không khác gì mấy và là cửa hàng của Lê Văn Sĩ. Nhưng mà không nói như vậy không có nghĩa là nó kém xịn sò với lại cửa hàng ở chi nhánh Sài Gòn nha. Bởi vì họ thấy ở dưới này vẫn có các quầy riêng của nam nè, nữ nè, có quầy niche luôn. Và họ thấy ở dưới này còn có nhiều chai tester mở trên chi nhánh Lê Văn Sĩ cũng không có luôn á. Cho nên là khá là thú vị. Và bây giờ Hào nghĩ hôm nay là Hào sẽ nói chung là tiêu sạch mớ tiền vừa rồi để vào niche, nước hoa niche đi. Cho nên hãy quay quầy niche lựa thử nha. Hôm nay là đang quá nhiều tiền rồi, đang dư tiền cho nên là Hào quyết định là sẽ tiêu hết vô cái đống niche này. Trong đời cuối năm mà, mua sắm thoải mái. Thử quyết này trước đi. Giấy đâu rồi? Em chào anh ạ, không biết là mình đang cần, dạ. Em tư vấn gì vậy anh ạ? Bạn ơi, cho mình thử cái chai quyết này đi. Ừ, chai quyết packing ạ. Chép giữ một con cửa quyết packing ạ. Một chút hương cay của mùi chút gia vị, có một chút hương mát, cảm nhận của hương cam bergamot nữa. Cam citrus á hả? Dạ đúng rồi, nó citrus đấy, nó có một chút tạp hà. Nó mát nhưng mà kiểu nó không có mát phổ thông lắm. Đúng rồi. Mùi đó là lạ. Dạ, dòng của Rick thì hầu như những cái mùi hương khá là độc đáo và đặc trưng. Mùa nào thì mình dùng cái này hợp ta? Rick thì hầu như là em thấy là mùa nào mình cũng sẽ hợp hết, vì mùi hương nó rất là citrus nên là hầu như là cứ mùa hè hoặc là mùa nóng hay là mùa lạnh gì đó sẽ xài được hết ạ. Mùa lạnh cũng ok, nghĩa là mua chai này gì xài Noel chắc là hợp nè. Chắc chắn là hợp luôn. Sài Gòn đang bắt đầu lạnh rồi, sáng nay là bắt đầu lạnh, đi xuống đây là hơi phê phê chiêu chiêu á. Chai này hợp, chắc là hợp. Ok. Chăm mình còn xịt chai nào nữa không? Cho mình thử chai Jo Malone này đi. Jo Malone. Jo Malone Rosés. Cho mình gửi mùi hương của Jo Malone Rosés. Hương Jo Malone thì nó sẽ thiên về nhẹ nhàng một tí, tuy nhiên cũng có chút ngọt ngào, cũng có chút hiện đại sexy ở trong đó nữa. Mùi mát quá ha. Nhưng dạ, nhưng mà nó nhưng không mà nó ngọt ngọt, nó có gì giờ ngọt nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng nhưng mà nó bám tốt không? Bám độ bám của Jo Malone thì nó khá là ổn à. Và hầu như là mùi hương nó chỉ nhẹ nhàng thôi. Còn nếu mà mình chắc chắn độ bám của nó thì mình sẽ không chắc chắn là chút cho anh ạ. Dạ. Chắc là về tùy người. Đúng ha. Rồi, tùy vô cơ địa cũng như là thời tiết của mình hiện tại. Cũng hơn, thích nghe. Đấy luôn. Chờ với lại cho chắc cho mình lấy thêm hai chai này đi. Hai chai này mình có thử, khỏi cần thử cũng được. Tại vì hai chai này mình có thử ở Lê Văn Sĩ, cửa hàng Lê Văn Sĩ rồi. Lê Văn Sĩ cũng có hả? Mùi này cảm giác mùi nó sao ta? Hơi đắp bơ một tí à. Nó sẽ hơi rồi. Một chút bơ ngọt ngào. Ngọt. Có chút hương ngoại hương trong nó. Nó hơi sexy một tí. Cảm giác mùi nó lạ, nó không có giống như mấy chai như Dior Sauvage đồ. Mùi nó nói chung là lạ, không có bị những cái dòng niche hầu như là mùi hương rất là độc đáo. Mình tính mua cho mẹ mình nhưng mà không biết có hợp không ta? Chắc chắn là mình nghĩ là sẽ hợp, vì mùi hương của dòng Delina nó sẽ rất là sang trọng và nó phù hợp cho hầu như là mọi lứa tuổi luôn. Bánh mèo quá không? Không đâu, dòng Delina sẽ không có. Cho mình xịt thử đi. Cho mình xịt cho mẹ mình uống Delina. Cho mình uống mùi hương của Delina. Cho mình uống xịt cái nắp của mình. Nó ngọt, cái giống như
cái hoa hay là trái thì đúng không? Dạ đúng rồi, mùi hương của dòng Delina thì sẽ hơi ngọt ngào nhưng mà nó cũng không quá kiểu hơi già già. Hình như hôm bữa là đọc có đọc được là trái vải hay là gì á. Vải ngọt, nói chung là mùi cũng cha mình lấy hai chai này luôn nha. Nghĩa là mình lấy như mình Creed Viking chai Tourmaline này với lại hai chai này. Dạ, mình lấy tổng cộng là 4 chai đúng không? 4 chai đúng không? Creed Viking, dòng Tourmaline with Seth, dòng Blayton và dòng Delina của đúng rồi. Dạ rồi. Mình cũng cần tìm thêm tham khảo dòng nào nữa không ạ? Hồi bữa nay chắc mình muốn mix rồi chứ gì ra nữa xài chán rồi. Dạ. Vậy có tùy tiền thôi. Nếu chắc tính tiền như mình luôn nha. Toán. Mình sẽ thanh toán luôn. Đúng rồi. Dạ, mình lấy 4 chai. Dạ rồi ạ. Bạn ơi, cho mình hỏi nè. Ở dưới Biên Hòa mình là thường thường hay những chai nước hoa nào là bán chạy nhất, dòng nào là bán chạy nhất, giống như của Nam. Của nước hoa Nam thì đó, bán chạy khá là nhiều, ví dụ như dòng The One của nhà Dolce, hay là dòng The Osovas, hoặc là dòng Versace Woohome, hay là YSL. YSL thì có dòng YSL UI và dòng YSL Lanui hả? Thì khá là bán chạy và mùi hương tương đối là dễ dùng, rất là dễ nghe. Nói chung là ở đâu các vị cũng đi Osawa là bán chạy nhất ha. Còn nguyên một chai nha, không đụng tới luôn, không xài tới luôn. Còn nước hoa nữ sao ta? Nước hoa nữ thì cũng khá là nhiều, như là dòng Rosy Bloom, dòng Soul Scandal, hay là dòng Awanchu của nhà Yimmy Chu à. Ủa vậy còn Nick thì sao? Nick có nhiều ở dưới Biên Hòa mình có nhiều người mua không? Nick thì cũng được khá là nhiều người tham khảo và cũng có nhiều người mua, như là dòng Lelabo. Lelabo thì hầu như là sẽ được ưu chuộng như dòng Central 33 hoặc là dòng On and Order 13. Central 33 xịt ở Sài Gòn như là đau đầu. Nói chung là đang bị chê nhiều hơn là bị được khen á. Không có đâu, hầu như là nói chung là cũng tùy theo quan điểm của mỗi người. Tuy nhiên là cũng có rất là nhiều anh trai thích cái dòng Central 33 đó. Các anh trai này mà thường kiểu đẹp trai Melly bị bao giờ vô đây mà mua lần bill mấy chục triệu không? Kiểu mấy chai nít không á? Hiện tại thì mình vẫn chưa thấy có anh trai nào ở đó, nhưng mà mình mong là sẽ có một anh trai đó xuất hiện ở đây rồi. Vậy có lưu canh chắc rồi share canh chắc cho tôi được không? Chắc chắn là có thể luôn. Kiếm mỗi đứa một anh. Ok, xong chưa? Tính tiền cho mình. Mình tính tiền xong rồi ạ. Hỏi nè, nếu như bây giờ thử mùi đã giờ đã được rồi nhưng mà quên đem tiền, không có đem thẻ gì hết, không mua có sao không? Chắc chắn là không sao đâu ạ, coi như là mình cũng là tham khảo số mùi nước hoa trước cũng được. Vậy hôm sau quay lại mua cũng được ha? Dạ cũng được ạ. Giờ không bị đánh hả? Ok, vậy nó giỡn thôi chứ ai đâu làm vậy. Thẻ ra ngoài đây, thẻ đem đàng hoàng. Đây, dạ. Tính toán cho mình. Cho mình nhận thẻ. Cảm ơn. Cho em gửi mình hóa đơn và một cái voucher trị giá 100 ngàn và hãy sử dụng trong vòng 1 tháng ạ. Chỉ có 100? Dạ, chỉ có 100 thôi ạ. 1 tháng hả? Dạ. Hãy sử dụng trong vòng 1 tháng ạ. Chị điệp tên đúng Noel. Ok, cảm ơn bạn. Dạ. Mình chỉ hóa đơn là có đủ chứ. Ok, đúng rồi, đủ rồi, 4 món. Dạ rồi, cảm ơn, thích quá. Nhiều khui liền. Nhớ cái vụ ghê nha. Dạ, anh trai dạ. Anh trai chưa hiếu nhớ nha. Dạ. Ok. Và vừa rồi là Hào đã tiêu hết sạch mớ tiền vào cái đống nước hoa Nix này rồi. Và mọi người, nếu ai mà đang tìm kiếm một nơi để mua nước hoa chính hãng và uy tín tại thành phố Biên Hòa thì hãy ghé địa chỉ 1866 đường Nguyễn Ái Quốc Nam Bộ Film Store nha. Và đây là Hào Gaga, xin hẹn gặp lại mọi người vào các video lần sau. Bye bye. À mà quên, nhớ like và subscribe để kênh giải trí của Nam Bộ Film TV nữa nha. Let's go.